cảm ơn tất cả mọi người. Mùa vừa đã giải cứu dưa hấu dùm. Giờ tình hình dài thì chắc năm nay thì chắc gặp khó khăn rồi. Cái này là do nó có ảnh hưởng bên cửa khẩu Trung Quốc mà. Thì vừa đây vừa đi Trung Quốc mà giờ Trung Quốc nó không đâu, nó đóng cửa thì mình phải bán đồ bán tháo thôi. Cái này là mình, cái dưa hấu của Phú Yên của mình là hình như là xuất đi sau Tết đúng không anh? Còn ở trên Gia Lai là xuất trước Tết, xuất đi trước Đúng Tết. rồi, Gia Lai là trước Tết, còn Phú Yên là sau Tết. Trung Quốc nó đóng cửa thì mình chết. Năm nay thiệt hại nhiều quá. Mới thanh long vừa xong là tới dưa hấu vừa xong là bây giờ Phú Yên mình còn một cái cảnh nữa đó là tôm hùm nữa. Nhưng mà tôm hùm thì mình giải cứu không được đâu, vì giá nó cao lắm. Còn bây giờ dưa hấu mọi người nghĩ đi, một trái dưa hấu có 2.000 một ký thôi, 2.000 một ký, một trái như vậy ước chừng 3 ký đi, có 6.000 thôi, 6.000 chưa, nó không bằng một ly cà phê luôn. Nên mọi người cứ ủng hộ đi, chung tay đi, mình chung tay ủng hộ một ly cà phê buổi sáng đi nha mọi người. Chi phí 2.000 là mình mua tại vườn nha, còn chi phí vận chuyển xuống dưới ở những cái điểm mà mọi người muốn phát từ thiện hay là mọi người muốn gửi cho chùa hay gì á thì ít nhất phải 4.000 một ký chi phí vận chuyển nữa. Chi phí vận chuyển nữa nha mọi người, chứ không phải là làm sao mà mình mua của chú của anh Trọng là 2.000 mà khi mà xuống dưới đó là mình báo với mạnh thường quân 4.000. Nên mọi người thông cảm nha. Đây. Yeah. Bây giờ thì mình sẽ đi trực tiếp cho mọi người xem những cái dưa nha. Yeah.